Calo Sugar mới ít đường, tiêu hóa khỏe, trẻ cơ xương khớp. Ngày đầu tiên qua gặp thấy cô sao? Là qua y chang luôn, như cái ý nguyện của anh. Như vậy là trời cho anh rồi. Cha mẹ định sao cô chịu vậy thôi chứ cô không có thương. Cổ á, nhát dữ lắm à. Chứ nhưng không có dám nắm tay. Nắm tay á, nhiều khi á, nó nói mình á, là coi như bạo quá rồi. Nó hồi ngang cái mình thua phải không? Coi như mình dụ từ từ. Mùa bắp á, bắp trắng á, xài ra. Xài ra nấu cũng như nấu cháo vậy đó. Ăn ăn bắp mà không được bắp nhà nữa, bắp người ta cho mượn nữa. Ăn bắp chứ cũng năm mấy hai năm à. Ăn mà tới chừng mà cô có cơm cô ăn rồi là cô ăn cơm là y như là mình ăn cháo. Không có tiền là phải kiếm tiền. Chứ rầy rà trời không có cho đâu. Rồi coi như là mất cái hạnh phúc gia đình. Chú ở nhà mà rẫy còn cô đi mà mướn. Quyền Linh và Ngọc Lan rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Tình Trăm Năm. Chương trình được phát sóng vào lúc 17:20 trên kênh HTV7 vào thứ Bảy hàng tuần. Và cũng xin được gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng Calo Sugol ít đường, tiêu hóa khỏe, trẻ cơ xương khớp đã đồng hành cùng chương trình. Và thưa chú Quyền Linh, một tuần trôi qua rồi, không biết là chú có giống như Ngọc Lan hay không? Rất là nôn nóng để được gặp cặp đôi Tình Trăm Năm. Đâu có nôn nóng, mà nóng nôn. Vừa nóng vừa nôn. Có chừng nào tới Tình Trăm Năm, bởi Tình Trăm Năm có những cái câu chuyện tình rất là thú vị luôn. Những câu chuyện tình trải qua rất là nhiều giọt nước mắt đắng cay. Những câu chuyện tình ngọt ngào, êm dịu nhưng đầy sóng gió. Hôm nay Quỳ Linh và Ngọc Lan sẽ cùng quý vị nghe một câu chuyện tình của ông Nguyễn Văn Kết, năm nay 75 tuổi, và bà Nguyễn Thị Sang, năm nay 71 tuổi. Tổng cộng số tuổi là 146 tuổi thưa quý vị. Họ đã kết hôn 52 năm. Câu chuyện của họ thế nào chúng ta sẽ gặp gỡ ông bà ngày hôm nay. Xin chào ông bà. Dạ chào ông bà. Chào Quyền Linh với Ngọc Lan. Với cô Ngọc Lan. Dạ. Chú nhà đâu chú? Dạ chú ở trên Trăm Lâm á. Không, mình thì ở Bến Tre, huyện Bình Đại. Hồi trước á, còn hiện bây giờ á, cô chú ở Trăm Lâm. Là ở Đồng Nai. Hồi đó là chú gặp cô Bến Tre hay là ở đâu chú? Hồi đó là chú là coi như ở dưới Bến Tre. Hai người ở xa không? Xa cách chừng 3 cây số. Trời ơi, gần xịt luôn. Không có quen. Nhờ mai mối á, ông già cậy mai mối đến với gia đình của vợ. Năm đó chú mấy tuổi? Năm đó là coi như mình 20 tuổi. 20. Còn cô? 18 tuổi. Ôi, 18 trăng tròn. Đẹp dữ thần ở tuổi. Dữ thần luôn vậy đó. Ngày đầu tiên qua gặp thấy cô sao? Là qua y chang luôn, như cái ý nguyện của anh. Như vậy là trời cho anh rồi. Một là ngoại hình, cho là coi như xinh xắn ha. Mà mình dòm á là coi như cho đẹp. Là coi như là mình chịu. Trời ơi. Thì trời cho anh qua anh gặp duyên dáng của Thiếm Năm. Anh là như vừa bụng liền. Vừa bụng muốn xỉu luôn, vừa bụng xỉu luôn mà. Còn cô thấy chú sao? Cha mẹ định sao cô chịu vậy thôi chứ cô không có thương. Gì kỳ vậy? Cô không có thương. Nhưng mà lúc mà cô gặp chú là cô có ấn tượng gì không? Hay cô cũng để ý luôn? Không để ý luôn. Cha mẹ định thì chịu thôi. Mai mối mai mối cũng phải nhìn có ống sao, coi nhìn này kia. Không dám nhìn luôn. Không dám nhìn luôn? Không, không dám nhìn luôn. Chú nhìn kỹ lắm chú hả? Chú gì thì phải nhìn kỹ thôi. Mình muốn trông để là coi như sự kết quả của ông nhạc gia tương lai à. Có định làm xui với ông già mình không? À. Mà hết định á thì mình mới được vợ. À. Còn nếu là coi như không định là xong. À, ông không định á thì bắt đầu mình xong rồi. Dạ. Trong ngày công đi trong đêm á. Ui đẹp quá mà. Trong ngày trong đêm rồi tới ngày thứ bảy báo tin. Báo tên là coi như định làm xui với ông già với bà già mình bên đây. Đồng ý. Đồng ý. Mừng hết lớn. Hết lớn rồi. Rồi tới mấy tháng sau mới đám hỏi? Một tháng rưỡi sau mới đám hỏi. Đám hỏi lúc đó cô dám nhìn chú chưa? Thì cũng có nhìn mà đều chưa có nhìn kỹ nữa. Trời ơi, tới đám hỏi mà chưa dám nhìn chồng mình kỹ nữa. Rủ ông nào khám lộn luôn sao trời. Là coi như một tháng mình nghĩ lên để là coi như kêu gọi là ông bà đặt để là đi lên làm rể đó. Gì chưa cưới mà làm rể gì chú? Ngày xưa ta sống thử còn giờ là rể thử. Lực lệ là cũng như mình đi lên mình thăm coi con vợ mình
có là coi như phải không thương mình không à, còn hả nó không thương thì mình á thì nó cuốn tượng nó đi trốn phải không, là mình mà thất vọng. Lên làm gì? Thì lên đó có công chuyện gì lặt vặt thì phụ với là em vợ với anh vợ mình, còn không có thì cũng chơi. Thì lúc đó cô thấy rõ chú chưa? Cô cũng không để ý. Trời đất ơi, tôi lúc đó còn chưa để ý nữa. Chưa để ý. Là không ra nói chuyện luôn hả cô? Không, chừng 6 tháng, 7 tháng rồi bắt đầu cũng như có cái cảm tình thôi, chứ cũng chưa có nói chuyện nữa. Không nói chuyện luôn? Không, còn vài tháng á thì cái đó là phải bắt đầu nhìn à. Có cảm tình rồi cũng hơi nhìn lén lén được. Lén nhìn vậy đó hả? Này, lúc đó nhìn là cô thấy làm sao cô? Cô cũng nằm đêm suy nghĩ, chắc cha mẹ mình định này chắc cũng được, chứ không đến đổi. Chú làm sao mà chú không có để cô chú ý nắm tay này kia chứ? Không, cô không nhìn chú gì chứ vậy? Cổ nhát dữ lắm à. Chứ mình cũng là gọi như mong ước để lên cho gặp mặt, chứ nhưng không có dám nắm tay. Nắm tay á, nhiều khi á, nó nói với mình á, là coi như bạo quá rồi nó hồi ngang cái mình thua phải không? Coi như mình dụ từ từ phải không chú Quyền Linh? Để từ từ mình dụ chứ. Cũng có phương chiến lược, cũng có phương án đàng hoàng chứ bộ phải không? À, cái ngày đám cưới á, xuất hiện cô chú có nắm tay đi lên không? Có chứ, nhiều khi qua cầu á mình cũng phải nắm tay. À, cái lúc đó nắm tay rồi có hồi hộp, có rung không chú? Sợ chứ. Nắm tay sợ lắm. Sợ gì? Không biết sợ cái gì. Mà không dám rút lại. Rút lại thì sợ té. Sợ té. Sợ mà không biết sợ cái gì. Chà, cái này chắc đêm tân hôn chắc mệt lắm. Mệt mỏi lắm. Tới đêm tân hôn còn nhát còn gì không? Cũng dụ từ từ chứ. Cũng dụ những năm mà còn nhát lắm. Mình đâu có nộ được. Lúc đó vô cô rung cô. Đâu có dám vô mùng đâu rồi. Rồi mình dụ. Rồi tối thì sao ngủ? Rồi ngủ ở đâu? Thì từ từ. Ngồi góc giường ha. Từ riêng nó cũng quen. Nếu nằm coi chơi cháu ngồi góc giường đó rồi mình mới để cho là coi như mỏi mệt rồi là anh chú nằm mới ra ngoài salon á, chú nằm để đợi cho mỏi mệt ngủ rồi cái chú mới vô, chú mới coi chứ nhẹ nhẹ chú vô, chú mới nằm nhẹ nhẹ đó thì giật mình vậy thì thấy chú nằm kế đó rồi thì bắt đầu là coi như gạo nấu thành cơm rồi phải không, đâu có chạy đâu, chú nằm ở ngoài. Ủa vậy hả? À, ủa vậy khỏi chạy lạ đúng không? Lạ. Tự nhiên có đó về ngủ quen ngủ mình, tự nhiên có cái ông nào vô ngủ chung lạ đúng không cô? Đúng vậy. Từ đó tới sau còn nhát nữa không? Sao chịu đuốc rồi đâu còn nhát, chịu đuốc rồi đâu còn nhát nữa. Có tình thương rồi á, cái chịu đuốc rồi đâu còn nhát nữa. Chịu đuốc rồi. Rồi vắng chú á, nhiều khi chú đi ruộng về á, gặp bạn á, nó kéo vô nhậu á, cũng trông ngóng vậy lắm chứ. Không về chứ lúc đó mắt mùng sẵn mà. Mắt mùng nằm trời sẵn, không có ngồi mép giường nữa. Chú muốn mần cái công chuyện đó mà cản chú á thì chú nói tôi mần không có thất bại đâu, bà đừng có là coi gì lo sợ cái gì hết á, bà không chịu tôi cũng làm. Trồng 3 mẫu quýt năm đầu 27 tấn, năm sau á là 85 tấn. Mình chưa về vốn phải không con, bị trồng có 4 năm mới lấy trái mà, năm phân giả đó chứ. Chú mua là coi như 20 mấy bao, chú thải xá hết rồi 10 ngày sau nó vàng như đám lúa chín vậy. Chú thất cỡ là coi như cũng dữ dội lắm. Rồi cô bệnh, tiền bạc không có nè. Giờ cô chú được bao nhiêu người con rồi? Giờ 5 đứa. Mình hiện nay là 5 người con, vậy là bao nhiêu nội, bao nhiêu ngoại rồi chú? 3 đứa cháu nội, 2 đứa cháu ngoại. Cưới nhau xong là cô chú ở riêng hay là ở chung với lại gia đình của chú? Cô về cô ở chung với cha mẹ chồng. Dạ. Làm dâu đó. Làm dâu. Là nó đúng ra thì cha mẹ chồng thì cũng thương, cũng kêu cô mặn riêng, cha mẹ chồng em đông. Dạ. Cô nói hồi để phụ chung với cha mẹ đi rồi từ từ ha. Bỏ cho em út mình cưới gả rồi xong rồi. Ra riêng. Ha, ở riêng. Chứ ông già kêu cho 2.5 đất ruộng á. Trời, nhà có điều kiện á. Cho là làm riêng. Rồi bắt đầu nói thôi bây giờ 7 năm nữa mình có 2-3 đứa con rồi mình mần có giỏi đâu. Còn cha mẹ mình già lo cho mình rồi lo cho em mình. Nếu mà mình ra riêng thì mất hết 2 người phụ với cha. Rồi lại mất hết một số ruộng mà cho mình. Như vậy vì chuyện đó mà coi như chú Năm thêm Năm không chịu ra đi.
Cô ở tới 7 năm lận. 7 năm. 7 năm làm dâu luôn. Cha mẹ thì có điều kiện, có ruộng đất, mà đất mình hồi đó cũng như nước mặn nó lên, nó thất. Nó nên không nó... có được trúng như bây giờ. Rồi thành ra cũng nghèo. Nghèo quá. Nghèo hả? Mà có điều kiện mà. Ủa rồi sao từ Bến Tre mình lại chuyển lên trên chỗ Đồng Nai hả cô chú hả? Bị năm 78 là nước mặn lên thất mùa. Rồi chú thì coi như về ông nội nó mới cho ruộng chú. Với bà nội cho 2,5 mẫu ruộng. Rồi chú mới lên đê hết, giáp dòng hết. Chú nhờ là coi như tôm cá với chú nuôi vịt tàu. Rồi bán cái đồng tiền mà tôm cá đó với cua rồi đó. Ruộng thì thất, ruộng thất chỉ tôm cá thôi. Rồi chú thấy lặn hụp mệt quá. Bằng đêm đâu phải là coi như mình ngủ được đâu. Dương nước lớn thì vô. Rồi cái nước rồng mình đi đổ. Là 10 giờ mình đổ rồi cái bắt đầu 4 giờ mình đi đổ nữa. Rồi bằng đêm phải giữ ăn trọn. Bị trong cái vuông á, giáp dòng người ta không có nuôi cá. Còn của mình á, cá tôm quá trời luôn. Người giải một cái chài thôi. Giải chài, họ chích điện. Dạ. Chiều vậy lo ngủ chừng vài tiếng đồng hồ vậy đã tới giờ đi đổ nò. Rồi từ cái giáp nước rồng rồi ruộng mình nước trong á cháu. Dạ. Là bắt đầu nó đủ cách nó là lấy của mình. Thành ra mình giữ mấy con. Ừ. Rồi chú thấy quá cực. Chú mới có mấy người cô đi làm công nhật ở trong Lâm á. À. Nói đất ở trển á, tốt dữ lắm. Không dùng phân tưới nước. Mà móc vậy nè, bỏ hột bắp hay là bụi đậu nành. Hàng cây thuốc ghê. Là tới ngày là bẻ, mà ăn năm làm 3 vụ. Còn ở dưới mình á, là năm như vậy mình làm có vụ lúa. Còn 6 tháng thì nước mặn. À. Vì như vậy mà mua vàng. Rồi mình mới đi trăm lâm lấy số vàng đó là lên mua đất là lên đây khổ lắm á. 750 đồng là một mẫu, chú sang được là 2,5 mẫu, chú còn dọn dẹn 300 đồng để hộ thân xứ lạ quê người, đâu có dám mà đi ba mua mua cá mà mua gạo mà ăn như người ta ăn rồi rủi là coi như hết tiền rồi, nhiều khi có nóng lạnh nhức đầu gì mượn ai. Mua bắp á, bắp trắng á, xài ra nấu cũng như nấu cháo vậy đó, ăn. Ăn bắp mà không được bắp nhà nữa, bắp người ta cho mượn nữa. Ăn bắp chứ cũng năm mấy, 2 năm à. Ăn mà tới chừng mà cô có cơm, cô ăn rồi là, cô ăn cơm là y như là mình ăn cháo. Nó tưởng tượng vậy đó, nó cái hột nó nhuyễn á. Nó mềm nữa. Mềm. Ủa mình ăn bắp vậy mấy đứa nhỏ nó ăn nổi không cô? Nấu cơm cho nó ăn. Tức là các con lại ăn cơm, còn cô chú là ăn bắp. Mua cá lóc con lớn vậy nè, bữa vậy con vậy về kho rồi cho nó ăn. Để chờ đợi đó là coi như trong 3 tháng rưỡi mình thu hoạch mùa. Mà thiệt đất cũ đãi người mới cháu ơi. Chú đưa ra là cũng gần 2.000 đồng á. Chú đập đậu rồi chú bán 2.4 đồng một ký phải không? Chú lấy được một số vốn lại. Rồi phân nửa là đám mía, 2 mẫu 2 năm thì đám mía. Chú bán cho người ta đi lo đó con, chú về vốn liền. Nhanh vậy đó hả? Nhanh vậy đó. Thật ra lúc đó cô chú cũng vất vả nhưng mà vợ chồng rất là thương nhau. Thương nhau đúng không? Không có gầy ra. Dạ. Mình không có tiền á. Chú Nam nói không có tiền là phải kiếm tiền. Chứ gầy ra trời không có cho đâu. Rồi coi như là mất cái hạnh phúc gia đình á. Chú ở nhà mà rẫy còn cô đi mà mướn. Cô mận gì cô? Cô đi mần cỏ. Đi mần cỏ ngày 7 tiếng. Nấu cháo bắp ăn đi mần mướn. Ngày được nhiêu cô? Ngày hồi đó chừng 2 kg gạo. Chừng 2,5 đồng. Trong lúc khó khăn như vậy có lúc nào mà cô cảm giác tủi thân mà mình lấy chồng sao khổ quá không? Cũng nhớ cũng tủi chứ. Mà tại mình đi lập nghiệp mà. Tại mình đi lập nghiệp chứ ở dưới thì mình. Chứ dưới thì mình cũng được thôi chứ. Cũng như ruộng nương thì nó thất. Mình hơi vất vả ăn chút chứ mình ăn uống cũng đầy đủ. Cá mắm ăn uống đầy đủ. Mà điều lên này thì mình đi lập nghiệp mình thấy chịu cực khổ rồi. Dạ. Tại mình mộng về sao. À. Còn ở dưới thì cứ lặn hụp. Yên bình đúng sáng, không? Sáng đêm. Còn ở trên này mình làm hàng ngày chứ mình đi mình ngủ phải không cháu? Dạ. Calo Sugar mới ít đường, tiêu hóa khỏe, trẻ cơ xương khớp. Từ lúc cưới tới bây giờ đó cô, thì cô chú cãi nhau nhiều không? Cô ấy cãi lắm. Ông cũng dễ tánh với ông không có tánh, không có cãi. Không có cãi nhau gì hết? Ít cãi lắm. Cũng như có, nói 1-2 câu hơi ấy rồi thôi chứ không có cãi. Không có cãi lớn tiếng. Chú muốn mặn cái công chuyện đó mà cản chú á,
Thì chú nói là coi như tôi mà không có thất bại đâu, tôi đổ mồ hôi ra là tôi phải theo tới bến, cho tôi không có bỏ cuộc. Mà đừng có là coi như lo sợ cái gì hết á, thì mình cãi qua cãi lại như vậy thôi. Bà không chịu tôi cũng làm, mà điều như chú á, làm cái gì là coi như con ha là chín năm cản là không được với chú rồi. Chú tính toán xong rồi lát một là rồi công chuyện đó rồi, chú không có còn nghĩ ngung vậy mà. Rồi có cản chú rồi, chú nói vợ trời cản tôi cũng không được, nói chứ là bà đừng có cản. Chú nhớ là 92, 93 gì đó thì chú trồng 6 mẫu nhãn, nhãn da bò bị thấp giá, chú về miền Tây á chú mua giống, mà thời điểm đó là 18.000 trời ơi ký. Chú bị mua giống, chú đặt giống ở đó bó cho chú kêu xe tải chở về chú trồng. Chú trồng là coi như 3 năm chú lấy trái được 17 tấn. Thì nó còn nằm ở giá là coi như được 12.000. Cái qua năm sau là được 50 mấy tấn. Cái qua năm sau nó hai cháu biết không? 80 mấy tấn. Trời đất ơi. Mà đều còn có giá 6.000. Được mùa mất giá. Rồi chú cắt hết ba cái miễn cầu ta. Miễn cầu thời đó là coi như miễn cầu bay là coi như mà 18-20.000 ký. Theo chú để 6 mẫu miễn cầu đó là chú sung sướng. Rồi sau á là trồng 3 mẫu quýt cháu biết không? Dạ. Năm đầu 27 tấn, năm sau á là 85 tấn. Mình chưa về vốn phải không con? Bị trồng có 4 năm mới lấy trái mà. Năm phân giả đó cháu. Chú mua là coi như 20 mấy bao, chú thải xá hết rồi 10 ngày sau nó vàng như đám lúa chín vậy. Chú thất cỡ là coi như cũng dữ dội lắm. Nhưng mà phân giả dã man quá nha. Rồi cô bệnh tiền bạc không có nữa. Chú lên sao cô? Cũng cố gắng lên chứ giờ biết sao vậy. Chú có con gái nó làm có tiền chưa chú? Cái đó nhỏ. Con còn nhỏ. Lúc đó là coi như có thằng thứ hai, nó mới có vợ à, cho nó học cái nghề sửa bóng đan. Thì về cho nó tư riêng luôn. Còn mình đó là coi như là đi vay. Chịu. Đi hỏi mình lo cái bệnh cho bà xã. Đi vay ngoài á. À vay ngoài. Thì hồi đó là còn người còn của mà đất mình có mà sợ gì? 6 mẫu mà. Rồi sao đâu mất hết 3 mẫu? Cho con. Cho con. Rồi chú có thể mình mới bán là coi như vậy ông mẫu. Nhưng có bán mẫu đúng không? Bán mẫu cất nhà. Đặng mình thêm tiền cất nhà thôi chứ. Mà giờ nói là hai cháu cũng mừng cho chú Thiến. Giờ 3 mẫu sầu riêng năm nay lấy trái hết luôn rồi. Bán sầu riêng mẫu năm được nhiêu chú? Chắc chừng 500. 500 triệu. 3 mẫu cũng 2 tỷ rưỡi. Hai mấy. Khoảng 2 tỷ. Bà mình bỏ đi, bỏ sầu phí mình lấy chừng 1 tỷ thôi. Bỏ 1 năm tỷ sầu riêng. Cái khỏe thì mới khỏe đây thôi. Dạ. Còn cái cực thì nó thời gian nó dài dữ lắm. Mới đỡ đây là cũng như mới có mấy năm sầu riêng thôi. Còn từ đó tở về trước là khổ dữ lắm. Nhưng mà thật ra con thấy chú là người phải nói là làm ăn miệt mài luôn á. Chú là buông cái này, bỏ cái này, đắp cái kia liền. Mà chú là gần như là một người nông dân thực thụ mấy chục năm trời luôn á chú hả? Từ nhỏ tới lớn tới đời. Từ nhỏ lớn, rồi lớn luôn á. Nói đúng là nó ba đời luôn chứ không có nói đời ông nội tới đời cha tới đời ổng luôn. Bây giờ thì chúng ta đã con cháu đều về rồi, cũng không còn gì khó khăn. Quan trọng là sức khỏe của cô thôi. Cô nay khỏe chưa? Cô cũng uống thuốc hàng tháng vậy thôi. Dạ. Nói chung là cũng ổn định con hả? Cũng ổn định. Vậy là mừng được cô ạ. Miễn khỏe là được rồi. Không biết là ngày xưa lúc mà giai đoạn mà chờ để được cưới cô á, là chú có viết thư cho cô không? Không. Rồi đó không có gửi thư thùng như giờ phải không? Dạ. Cái nhà chú ở lần này nó qua một cái cánh đồng có một lộ phóng băng cánh đồng vậy đó. Rồi đi thôi vậy rồi đi, nhờ đâu, ai đâu mà. Thôi mình phóng qua được thư luôn. Thì ngày hôm nay chú đã bí mật viết một cái lá thư gửi cho cô. Và con đang cầm lá thư đó đây. Bây giờ thì con sẽ mở ra con đọc cho cô nghe, cũng như là cho quý vị khán giả nghe. Đây ạ, đây là thư chú viết tay. Nhưng mà do là ban biên tập chương trình sợ con đọc không được, rồi con đọc cà giật cà chọt thì nó sẽ mất cảm xúc, nên là ban biên tập đã đánh máy lại để con đọc cho nó rõ hơn. Thì con bây giờ con xin phép cô nghe. Trời. Cái gì? Sầu riêng em hả? Gửi em Sang 18 tuổi. Đây là lần đầu tiên tôi viết thư cho bà. Đã hơn 52 năm trải qua bao nhiêu sóng gió vui buồn cùng nhau, nhưng lúc nào bà cũng luôn bên cạnh tôi, cùng tôi vượt qua mọi khó khăn. Giờ đây các con, các cháu đã trưởng thành, đã có cuộc sống ổn định cho riêng mình. Điều đó làm tôi và bà cũng được an ủi phần nào.
Mong sao sức khỏe tôi và bà lúc nào cũng tốt, lúc nào cũng mạnh giỏi, để cùng nắm tay nhau đến trọn vẹn tình trăm năm. Tôi thương bà nhiều lắm. Nguyễn Văn Kết. Cô cũng xúc động và cũng mừng. Chuyện mà vui buồn có nhau thì mình hàn gắn tình thương với nhau, vậy là cô cũng mừng dữ lắm. Tình nghĩa vợ chồng là phải thương mến nhau. Không bao giờ là coi như mình muốn là coi như đi đâu cũng 2-3 ngày là mình có thể có cánh bay về. Thế là gia đình mình với là nhìn vợ rồi nhìn cháu rồi, chứ bắt đầu là đi đâu cũng không bằng là coi như về gia đình mình hai cháu. Nói vậy được rồi, mắc cỡ lắm không là cái gì. Hồi xưa đội tấn công ta rồi giờ mắc cỡ. Nhìn nụ cười của ông bà đó, mọi người cảm giác rất là bình yên luôn, rất là hạnh phúc. Nó hiện rõ lên mặt của bà như vậy. Đó là một trong cái giá trị của cuộc sống ngày hôm nay, hạnh phúc và sự yên bình. Bây giờ chúng ta sẽ xem clip của con cháu ông. Ông ngoại, bà ngoại ơi, con là Giáng Khoa, con là cháu ngoại của ông bà nè. Từ nhỏ đến lớn á, con rất là hạnh phúc luôn khi được ông bà bên cạnh nè. Ông bà quan tâm, yêu thương, chăm sóc từng chút một, được tận mắt nhìn thấy một cái tình yêu đẹp của ông bà dành cho nhau. Chưa bao giờ con nghe ông bà to tiếng hay cãi nhau dù chỉ một lời. Dù đã lớn tuổi nhưng mà ngày nào á, ông cũng chở bà trên con xe cà tàng để mà đi rẫy, đi làm vườn. Ngay cả đến bữa cơm, ông bà cũng cùng nhau ăn, chứ con chưa bao giờ thấy ông bà ăn cơm một mình hết á. Lúc trước con nghe mẹ kể, ông bà phải làm lụng rất là vất vả. Thì sáng sớm, ông bà đi làm đến tối muộn khuya mới về, để có một cái cuộc sống no đủ cho con cháu sau này. Bởi vậy á, khi mà hơn 60 tuổi một chút xíu là bà đã có rất là nhiều bệnh trong người rồi. Con nghe mà thương ông bà ngoại nhiều lắm. Con còn nhớ á ha, hồi xưa khi mần con gà lên á, ông bà không bao giờ ăn phần thịt hết. Ông nói á, ông thích ăn xương nên là chỉ có nhường phần thịt cho con cháu ăn thôi. Sau này lớn rồi, nhận thức được rồi á, con mới cảm nhận được phải ông bà chỉ muốn nhường cho con cháu được những cái phần ngon. Con cả và đại gia đình chỉ mong là ông bà có một cái cuộc sống thật là vui vẻ, hạnh phúc, có thật nhiều sức khỏe để sống đời với con cháu. Con thương và yêu ông bà ngoại nhiều lắm. Ông ngoại, ngoại ơi, con chiều nè. Cháu ngoại của ông ngoại, ngoại nè. Con hơn ai hết á, mong muốn là ông bà ngoại á, lúc nào cũng vui khỏe, sống vui tươi hạnh phúc với con cháu. Cũng lớn tuổi rồi, ông bà ngoại cũng đừng có lo việc đồng áng nhiều quá, lo giữ gìn sức khỏe để mà sống lâu trăm tuổi. Còn răn dạy con cháu để cho nó noi theo, vậy là niềm hạnh phúc của đại gia đình rồi. Con chơi là Phương Bảo Hoàng. Hôm nay là con 5 tuổi. Thằng cháu cố của ông bà cố. Con xin ông bà cố nhiều sức khỏe để chơi với con. Bà ơi, bà rất yêu bà lắm. Tóc bà trắng, bà trắng như mây. Cháu yêu bà, cháu nắm bàn tay. Khi cháu vâng lời, cháu biết bà vui. Cháu nó chiều nó phải chụp đẹp hình quá. Rồi cái rồi nó làm cho cô đây, chứ cô cũng đâu có, hồi xưa đâu có chụp hình làm biết. Hôm nay có lẽ rằng con gái và cháu ngoại cũng cùng xuất hiện với cô chú, xin mời. Xin mời gia đình mình. Đây con gái rồi, thứ ba. Thứ ba. Rồi, chào cháu ngoại. Rồi, chào con. Xin chào anh Hoàng Điều Hoài Linh với em Ngọc Lan đi. Chị cũng có lời nói với cha với mẹ. Lớn tuổi rồi, cha mẹ đừng làm nữa. Nghỉ ngơi chút đỉnh để sống với con cháu.
vô dòm ngó con cháu được rồi. Thì con muốn vậy thôi. Con tặng bó bông cho mẹ. Trong clip con cũng nói hết cái nỗi lòng của con. Thì cả gia đình ai cũng mong ông bà ngoại có thật nhiều sức khỏe để sống đời với con cháu. Còn đừng có làm nữa, đâu không bao nhiêu là đủ hết á. Nên là ông bà ngoại cố gắng sống với tụi con. Con cháu là coi như thương ông ngoại bà ngoại, để muốn cho ông ngoại bà ngoại nghỉ cho khỏe, phải không? Đang nhìn con nhìn cháu. Chứ như ông ngoại còn sức khỏe, nhưng ngoại làm cái chuyện nhẹ, cũng như đi tập thể dục vậy á. Nếu mà ông ngoại không đi vô rẫy là ông dòm ngó, ông cũng đi uống cà phê, phải không? Rồi bạn bè nó mời nó nhậu, còn ta hao tổn sức khỏe hơn là coi như của ông ngoại đó. Thay vì ông ngoại vô trong đó, phải không? Ông ngoại đi vòng vòng tập thể dục luôn. Tập thể dục luôn. Cháu với con gái nó đúng đó. Nói bây giờ là cô chú làm ít ít lại thôi, giữ gìn sức khỏe để con cháu vui. Ông bà càng khỏe thì con cháu càng vui nữa. Cảm ơn câu chuyện của cô chú rất là nhiều. Cảm ơn gia đình rất là nhiều. Ngày hôm nay đã đem đến một cái năng lượng tích cực từ một gia đình hạnh phúc. Chắc chắn hạnh phúc này nó sẽ lan tỏa khắp mọi gia đình của chúng ta. Chương trình có một số phần quà dành tặng cho cô chú nha. Sản phẩm dinh dưỡng Calosugol với nguyên liệu chính từ Mỹ giúp nâng cao sức khỏe. 100% đạm thực vật giúp tiêu hóa tốt. Glucosamine và HMB giúp tái tạo, bảo vệ cơ xương khớp. Và sản phẩm dinh dưỡng Gluvitagon dành cho người đái tháo đường, được chứng nhận lâm sàng có chỉ số đường huyết thấp và hệ dưỡng chất đa dạng giúp tăng cường sức khỏe, hỗ trợ tiêu hóa và bảo vệ võng mạc. Cô chú cũng chúc các cháu bị dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý muốn. Dạ, cảm ơn cô chú rất là nhiều. Cô với chú cũng cảm ơn hai cháu. Dạ, hy vọng hôm nào đó tụi con lên ăn sầu riêng. Dạ, tụi con xin một trái sầu riêng chứ không có xin một cây sầu riêng. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi 17:20 trên kênh HTV7 vào thứ Bảy hàng tuần. Và cũng không quên gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng Calosugol ít đường, tiêu hóa khỏe, trẻ cơ xương khớp đã đồng hành cùng chương trình. Và bây giờ Quyền Linh cùng Ngọc Lan xin phép được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.